Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta lại đang đến với chương trình Ai Đến Hôm Nay. Hôm nay sẽ là một màu sắc cực kỳ thú vị, rất lạ và cũng rất ấn tượng sẽ mang đến cho chương trình. Vậy thì hãy cùng chờ xem hôm nay ai đến. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một giọng ca lạ, một người rất dũng cảm tìm những con đường mới cho riêng mình trong việc là mang nghệ thuật dân tộc kết hợp với những nghệ thuật hiện đại, và đó chính là Hà Miêu. Xin chào em. Dạ. Hà Miêu xin được gửi lời chào tới anh Mạnh Thắng và khán giả của chương trình Ai Đến Hôm Nay. Rồi, hôm nay là một giọng ca quá hay đến với chương trình. Trước khi mà trò chuyện, anh muốn nghe em hát đi. Thực sự là nghe đĩa nhiều rồi. Phát trên sóng thì rất là nhiều rồi, nhưng mà hôm nay nghe live đi. Nhớ đâu, anh không sợ bị vỡ mộng à? Anh không sợ bị vỡ mộng à? Không, em yên tâm. Anh được nghe em hát cùng với nhạc ở trong rất nhiều những chương trình lớn rồi. Nhưng hôm nay ở đây không có nhạc, chỉ có hai anh em mình. Đấy, anh rất là muốn nghe em hát. Một đoạn thôi nhá. Một đoạn, ok. Trò chơi ia chơi trò, ta chơi trò ia trò chơi. Trò chơi ia chơi trò, ta chơi trò ia trò chơi. Rồi, ok, cảm ơn em. Hà Miêu có là một cái tên không còn xa lạ với khán giả nữa, nhất là trong khoảng độ vài năm trở gần đây. 2 năm đúng không? 2020 là chúng ta ra Sẩm Hà Nội. Đúng rồi ạ. Yeah. Vâng. Và lúc đó thì mọi người, cái tên Hà Miêu mới được debut. Debut đúng không? Chúng ta sẽ nói một chút về việc mà kết hợp nhạc truyền thống với những thể loại âm nhạc rất hiện đại. Rap này, EDM. Bắt đầu em có ý tưởng này từ bao giờ? Xuất phát từ việc năm 2020 em có thi cuộc thi Giọng Hát Hay Hà Nội. Và cái vòng bán kết thì em có hát một bài hơi mang âm hưởng dân gian đương đại. Mặc dù đăng ký là em vẫn đăng ký hát nhạc trẻ, nhưng ban tổ chức lại xếp em sang dòng dân gian trong đêm chung kết. Em mới bảo thôi bây giờ lỡ rồi, vào đến đây rồi thì không hát được hay như các bạn hát dân gian, thì thôi mình làm cái gì cho nó lạ. Và lúc đó thì em bắt đầu đi tìm hiểu các loại hình âm nhạc dân gian của Việt Nam. Và em có nghe rất là nhiều, nghe chèo này, nghe chầu văn này, và dừng lại ở Sẩm. Không hiểu sao nghe đến Sẩm tự nhiên bị cuốn vào những cái giai điệu đó, và em đã chọn Sẩm cho đêm chung kết của cuộc thi. Và rất là may mắn vì cái bài hát Sẩm Hà Nội năm đó lại được giành được cái giải thưởng bài hát Hà Nội hay nhất. Từ việc nghĩ là mình có thể làm được cho đến việc mình làm được, nó lại là một cái quãng đường rất là khác nhau nhá. Vậy thì từ lúc mà em bắt đầu thích Sẩm và em quyết định kết hợp Sẩm với rap, với nhạc điện tử, thì em đã gặp những ai và em học Sẩm như thế nào? Thực ra là em hát bài Sẩm Hà Nội trong cái khoảng thời gian thi đó là chỉ có khoảng 6 đến 7 ngày thôi. 6 đến 7 ngày? Dạ vâng, từ bán kết đến chung kết là nó chỉ khoảng 1 tuần đó. Thì ban đầu thì em có nghe, sau đó là em đi hỏi nghệ sĩ ưu tú Trương Bắc, là một người anh trong cơ quan với em. Và anh có nói là anh có giới thiệu em với cả nghệ sĩ Nguyễn Quang Long. Thì hai anh em có ra quán trà đá 3 buổi, 3 quán trà đá. 3 ngày 3 quán trà đá là xong bài. Wow. Bài hôm đầu tiên ra là nghe anh hát. Hôm thứ hai là bắt đầu là có bài, anh ấy đã soạn lời bài cho em. Sau đó là học. Lần thứ ba là anh ạ. Thế là cũng ra màu của Sẩm rồi. Lúc đó thì thực sự là em cũng chỉ cố gắng để có thể hoàn thành tốt nhất trong cái khoảng 1 tuần đấy thôi, để cho đêm chung kết thôi. Chứ thực sự là ngay cái thời điểm đấy em không nghĩ là mình sẽ theo đuổi cái con đường này, hay là sau này mình sẽ hát Sẩm hay như nào cả. Lúc đấy em chỉ cố gắng để hoàn thành cái bài đó. 1 tuần để biến một thứ xa lạ thành một thứ thân quen, và mình gọi là hát nó rất là mượt mà. Thực sự nó là một điều rất là thú vị đấy. Còn nhớ mấy cái câu đầu tiên mà anh Long dạy cho em lúc mà hát Sẩm ở quán trà đá là gì không? Hát lại cho anh nghe được không? Đây là lấy lời từ bài Sẩm Chợ Đồng Xuân, thì ban đầu của nó là Hà Nội như động tiên xa, sau giờ thắp hết ni ở đèn xa, đèn gần vui nhất có chợ Đồng Xuân, mùa nào thứ
thực nay xa gần đến đi mùa. Nhưng mà chuyển sang EDM thì nó lại là như động tiên xa Hà Nội, như động tiên xa sáu sầu thắp hết đèn xa đèn gần vui nhất có chợ đồng xuân. Yeah. Rất là hay. Anh biết lý do tại sao em lại thành công rồi, bởi vì là có vẻ như là em được sinh ra để có thể là đưa cái sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và âm nhạc dân gian lại với nhau. À, anh Long có chia sẻ với em là sẩm là một cái môn nghệ thuật mà thay lời muốn nói của người dân, tức là trong đó vui có, buồn có, giận hờn hay là mỉa mai, tất cả mọi thứ đều có thể được thể hiện ở trong cái môn nghệ thuật sẩm này, và người nào mà có khả năng nhập mai và biến hóa thì mới có thể làm tốt được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mini game. Đến với chương trình này thì khách mời nào cũng thế, đều sẽ trải qua những cái thử thách nho nhỏ mà chương trình mang lại. Chúng ta sẽ có một trò chơi dành cho Hà Mio như sau. Bây giờ thì chương trình sẽ đưa ra một số những từ khóa khác nhau và em bắt buộc sẽ phải hát một câu hát hoặc một số câu hát mà nó có cái từ khóa của chương trình. Ok, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ok, từ đầu tiên nhá, từ dễ đến khó nhá. Từ đầu tiên, em. Nghe em đánh rơi nụ cười vào anh. Từ thứ hai, sóng. Sóng vỗ mênh mang là khoan số ta chở thuyền. Từ khóa thứ ba liên quan đến một món ăn. Một món ăn. Trường em rồi. Sẵn sàng chưa? Dạ. Bún đậu mắm tôm. Làm gì có bài nào có bài này. Anh đùa thôi. Bún thang. Bún thang với chả giò, ồn ào, chuyện nhỏ chuyện to, líu lò chú khách, bánh bò bán rau, sầm sầm ta bước chân đi vào sầm Hà Nội. Yeah. Yeah. có câu rap thì phải. Em có hát được rap không? Em cũng rap được nhưng mà thôi, em hát rap nữa thì bạn rapper thôi. Thật đấy, em phải nhường việc cho người khác đúng không? Ok rồi, từ thứ tư, non sông. Anh sẽ nói rõ luôn cho em, bởi vì là hôm nay em đã mang đến cho khán giả và cá nhân anh rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc thú vị. Thế nên anh sẽ gợi ý cho em sẩm ơn Đức Tiên Hoàng. Có từ non sông. Từ thuở thiếu niên Đức Thánh Hoàng, từ thuở thiếu niên Hoàng Long sông đợi, mã yên núi chờ bông lau vấp với làm cơ. Vấp với làm cơ bông lau vấp với làm cơ. Mục đồng là tướng sĩ, châu là tượng binh, rèn luyện thành những tráng đinh. Vẫn là chưa có. Thành những tráng đinh, rèn luyện thành những tráng binh. Sông pha trận mạc, tử sinh chẳng nề trên đỉnh Mã Yên. Nguyên một câu thề, Mã Yên. Từ Long ra Bố Hải, theo về trần công tạ Long nghĩa phụ chờ. Thôi xử phạt đi rồi. Cái câu non lần nào ta? Không sao em ạ, không sao. Thế mới có cái cớ để anh phạt em chứ. Ừ, anh cố tình đúng hay là anh, hay anh cho cố bài tình đấy cũng có. Anh không biết, anh cứ nói thế. Rồi tiếp, bây giờ anh cho em một cái cơ hội gỡ như này nhá. Dạ. Yeah. Bây giờ chúng ta còn 3 từ khóa nữa. Nếu mà em vượt qua 3 từ khóa này trong thời gian suy nghĩ chỉ có 5 giây thì em sẽ vượt qua, em không bị phạt nữa. Okay. Nếu mà suy nghĩ hơn 5 giây là em sẽ bị phạt nhá. Rồi, okay. Từ khóa tiếp theo, công cha. Ngãi mẹ sinh thành cho có quên công cha ngãi mẹ sinh nghi thành. Rồi. Tiếp, son. Em đẹp em xinh em có nước em đang tràn, non đi thời non xanh nước, thời nước biếc, con trăng vẫn tròn, em vẫn son. Rồi, từ khóa cuối cùng nhá, mưa. Mưa, cuốn trôi bao kỷ niệm dĩ vãng. Chúc mừng em. Rồi. Câu nào khó hơn không anh? Đấy rồi. Ok, chúng ta đã vượt qua xong mini game đầu tiên. Lát nữa sẽ có thêm mini game nữa dành cho em. Chúng ta quay trở lại với câu chuyện cùng với Hà Mio. Ngoài sẩm ra thì thời gian gần đây thì mọi người còn biết đến khi mà em còn kết hợp xoan với âm nhạc hiện đại nữa. Hãy chia sẻ một chút về ý tưởng đi, sau sẩm là đến xoan. Sau sẩm em có một cái nữa đó là kết hợp với dân ca Mường. Sau khi mà ra mắt MV Sẩm Hà Nội và em nhận được rất là nhiều những cái phản hồi tích cực từ khán giả, và đặc biệt là nhờ có Sẩm Hà Nội mà rất là nhiều bạn trẻ đã biết đến môn nghệ thuật này, và từ đó đã giúp cho em có một cái lý tưởng rất là khó khăn đối với một nghệ sĩ trẻ như em, nhưng mà em nghĩ đó là một cái con đường rất là đẹp
và rất là ý nghĩa, đó chính là mong muốn mang được cái những cái loại hình nghệ thuật dân gian của Việt Nam, những cái nét đẹp trong văn hóa truyền thống của Việt Nam đến với khán giả trẻ. Và sau Sầm Hà Nội thì em đã có ra mắt tới khán giả một bài hát là dân ca dân tộc Mường. Bài hát mang tựa đề là Đập Nàng Khọt, là một bài dân ca cổ của Mường, thì cũng được rất là nhiều người, đặc biệt là những bà con dân tộc của mình rất là yêu mến. Em có vẻ như là đang muốn phá vỡ cái giới hạn của bản thân mình. Theo nhạc nhẹ khoảng 10 năm, em kết hợp giữa sẩm với âm nhạc hiện đại, sau đó là mang những bài dân ca Mường, mà thậm chí đó là những bài dân ca cổ rất khó để có thể kết hợp được với âm nhạc hiện đại, và sau đó là đến với hát xoan. Giới hạn của em đến đâu? Thực ra khi ban đầu mà em bắt đầu hát với sẩm thì là cũng đúng là muốn thoát khỏi cái vòng an toàn của mình. Nhưng sau đó thì cái mục đích của nó lại không đơn giản là như vậy nữa. Mục đích của nó lớn hơn rất là nhiều, và em mong muốn làm được những cái điều ý nghĩa hơn rất là nhiều. Ngoài cái việc là muốn khám phá bản thân mình, khi mà em tìm hiểu về âm nhạc truyền thống á, em thấy là cái kho tàng văn hóa dân tộc dân gian của Việt Nam nó rất là phong phú, và em rất tiếc khi mà những cái làn điệu hay đó, những cái thể loại âm nhạc hay đó lại không được nhiều người biết đến. Và đó chính là lý do mà dần dần những cái loại hình nghệ thuật truyền thống của chúng ta bị mai một. Em mong muốn là mình có thể khơi dậy lại những cái nét đẹp đó đến với khán giả ngày nay, và đặc biệt là với khán giả trẻ, vì là phải có những cái thế hệ mới tiếp nối thì những cái loại hình đó mới được lưu giữ và được phát triển được. Chia tay với những câu hỏi liên quan đến nghệ thuật, liên quan đến những gì em đang theo đuổi, thì chúng ta sẽ cùng đến với thử thách thứ hai nhá. Em sẽ rút ra ba lá bài bất kỳ đi. Em sẽ phải chọn trả lời hoặc hành động trước khi mà chúng ta lật lá bài này ra. Thì em cứ chơi cả hai đi. Cái đầu tiên em xin phép trả lời đã đi. Trả lời hả? Ok, xin mời em. Tự nhiên anh nhìn em thấy sợ. Không, đừng sợ, đấy là một ánh mắt đầy trìu mến của một người anh dành cho em. Em sẽ trả lời câu đầu tiên. Ok, xin mời em. Em mở ra và em đọc câu hỏi ở phần vàng ấy. Nếu được trở lại quá khứ, bạn muốn sửa lại sai lầm nào của mình? Sai lầm của em, nếu cho đến hiện tại để mà nói, thì có lẽ là vì em mất quá nhiều thời gian để tìm được cái con đường của mình đi. Tức là em ước gì là mình có thể biết được sớm hơn, và mình dành tình cảm nhiều hơn đối với những thứ mang tính dân tộc văn hóa. Là bài thứ hai. Thôi thử hành động ấy. Hành động à? Okay. Tập thể dục tí nào. Nào, xin mời em. Gọi cho người yêu và nói tối nay em sẽ đi overnight. Rồi, Hà Miêu đã lập gia đình rồi. Bây giờ thì em sẽ phải lấy điện thoại của em ra, em gọi cho chồng của em và em thông báo là anh ơi, tối nay em có việc với mọi người, thế nên em sẽ không về. Nào, xin mời em. Alo ạ. Tối nay chắc là em có đi chơi với bạn, chắc em không về á. Chưa có liền á? Vâng ạ. Thì em chưa có liền. Thì bạn lâu ngày không gặp nên là ăn xong rồi đi hát, xong rồi mai mới về. Mai mới về. Bạn nào đấy? Bạn học ngày xưa. Ai? Bạn nữ thôi, con gái. Tí nữa là nói chuyện. Như vậy là thưa quý vị, ông xã của Hà Miêu đã không đồng ý, và đây là một trường hợp coi là bị phạt. À, không. Đừng ơ, em không ơ ở đây được. Chương trình là người đưa ra luật và người sẽ quyết định đúng hay sai là anh. Đấy. Nào, tiếp tục đến với lá bài cuối cùng đi. Hành động hay là trả lời? Trả lời đi cho chắc cốt. Ừ, phải biết ngay mà. Xin mời em mở ra. Khi gặp khó khăn, bạn bè của bạn giúp bạn như thế nào? Ui, câu này cũng đơn giản luôn. Khi gặp khó khăn trong cuộc đời của em, thứ duy nhất khiến em vui đó là đi ăn. Bạn bè của em sẽ cho em đi ăn. Em đã rất xuất sắc ở hai lá bài, nhưng mà tuy nhiên là một lá bài em trả lời sai. Ở đây chúng ta có ba thứ, hai loại bánh và một loại kẹo. Em thích ăn gì nào? Em thích ăn kẹo. Ăn thôi. Yên tâm. Ngon chứ? Chưa đến đoạn ngon. Chưa đoạn ngon. Nó đã ngon, nó ngon rồi, nó không ngon ngay từ đầu. Ở đây trong này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, còn 6 cái màu đỏ còn lại. Nó đều là những cái thứ mà có mùi rất là kinh khủng. Ví dụ như là mùi cá chết này, mùi tất thối này. Thế thì cái này là không, cái này là... Không à? Không. Ngon à? Không được. Ờ. Thôi anh không thử đâu. Bởi vì một lần trước anh có thử một lần thì anh bóc phải viên kẹo thối. Thôi ok. Tuyệt vời quá. Rồi, chúc mừng em. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, đó chính là chọn màu hashtag. Ở chọn màu hashtag này thì anh sẽ mời Hà Miêu chọn 3 con số ngẫu nhiên từ 1 đến 9. 6.
Số 6 là một hashtag màu trắng với từ khóa là lục tủ. Mới đây thì một bạn trẻ ở Hà Nội đã đề xuất một cái dự án có tên là lục tủ. Tức là dự án này thì sẽ mời tất cả những người tham gia sẽ tìm trong những cái tủ quần áo của mình những cái bộ quần áo mà còn mới, chưa mặc bao giờ, hoặc đã mặc một lần nhưng mà còn rất là tốt. Nó giống như là một cái cách trao đổi quần áo cũ mới ấy, dạ. Với tiêu chí là cũ người mới ta. Em thấy đây là một ý rất hay, nhất là với cá nhân em. Em nhìn thấy mình trong đó. Thế hả? Trong tủ quần áo của em bây giờ có lẽ là rất nhiều đồ mà có khi còn nguyên tăng mắc luôn á. Tức là cứ thích là mua. Thích là mua. Xong rồi dùng, nhiều khi có những cái đúng là dùng một lần. Và đặc biệt là những cái đồ mà em biểu diễn đó, mà đã lên hình rồi là thường là em không hay mặc lại và nó rất là phí. Đây là một cái dự án mà em nghĩ là rất là hợp lý, với đặc biệt là với những chị em phụ nữ nói chung. Rồi, từ khóa thứ hai đi, em mời em gọn chọn số thứ hai. Số 2 đi ạ. Số 2 hả? Dạ. Số 2 là một hashtag màu đen, đó là xem bói online. Ui. Đó, gần đây trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, có rất là nhiều các tài khoản tự xưng mình là thầy bói, là thầy đồng, là thầy tử vi, có khả năng nhìn ra những khó khăn. Họ thường đưa ra những cái thông tin nó không mấy khả quan dành cho những người mà đến xem. Ví dụ như là ôi năm nay có hạn đấy, ôi giải hạn đi đây này, ôi vong theo này, ồ đấy, kiểu thế. Rất nhiều người cũng mê tín và đang mất tiền oan bởi vì những cái trường hợp, những hành động như thế. Em nghĩ là như này, em nghĩ là những người mà nghe thì là những người họ chưa tin tưởng vào bản thân mình. Tức là em luôn tin là việc đó có làm được hay không là do mình hết. Không dựa vào số đen hay là do ngày đó đen, tháng đó đen hay là năm đó là năm hạn gì đó. Em chưa bao giờ tin vào. Rất là may mắn vì em, cả em và anh nhà em đều như vậy, đều hoàn toàn tin vào khả năng của mình. Là mình thành công là do mình cố gắng, hay mình thất bại là do mình chưa đủ cố gắng, hay là mình chưa đủ kinh nghiệm, là hoàn toàn tin vào mình. Kể cả cái việc mà ra mắt bài này, mua nhà này, chuyển nhà này, em cũng không xem ngày luôn. Mình làm mình tốt, mình sống tốt, hay mình chăm chỉ thì mọi thứ sẽ thành công. Ok, cảm ơn quan điểm của em. Nào, bây giờ hãy cùng đến với từ khóa cuối cùng, hashtag cuối cùng của em số mấy? Số 9. Một từ khóa có màu cam, tức là chúng ta vẫn đang tranh cãi với nhau về điều này. Từ thiện hay là chiêu trò? Mới đây thôi, một TikToker bị dư luận lên án chỉ trích vì đăng một cái clip xúc phạm, miệt thị những người vô gia cư. Trong cái clip đi giúp đỡ người nghèo thì nam TikToker này cũng đã sử dụng hàng loạt những cái ngôn từ nó xúc phạm và khiến cho người xem cảm thấy thực sự là đây là một hành động không thể chấp nhận được. Thì rất là nhiều người lại follow cái kênh TikTok của bạn nam này. Hiện nay thì rất là nhiều người đang sử dụng những cái công việc từ thiện, họ đưa vào đấy những cái content rác, content bẩn để chỉ mong hút follow thôi. Anh rất là mong muốn là một người nổi tiếng, là một người cũng đang cần cái sự quan tâm của công chúng, thì em sẽ chọn cách nào và em chia sẻ quan điểm của em như thế nào về cái điều này? Cách đi của bạn ấy đang bị sai. Nếu như bạn ấy vẫn có một cái mong muốn được làm từ thiện, rất là mong bạn có thể tìm được những cái content nó đẹp hơn và những cái từ ngữ nó lịch sự hơn, văn minh hơn. Đây cũng là một cái lời cảnh báo cho rất nhiều các bạn TikToker. Các bạn hãy nhìn vào cái tấm gương như thế để mà có một cái con đường đi đúng đắn nhất cho một cái lý tưởng hay là một cái ước mơ hay là một cái mong muốn của mình. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với góc review. Anh sẽ có 3 chủ đề cho em lựa chọn này: âm nhạc, điện ảnh và sách. Thôi em cứ đúng cái sở trường của mình đi. Âm nhạc hả? Ok. Một ca khúc mà em cảm thấy thực sự thích và nó có ý nghĩa với em. Biết anh đã có người ở gần bên, nhưng em sẽ vẫn đứng ở đây và chờ anh. Mưa giông bão tôi chẳng quan tâm đến ngày. Kẻ sĩ tình này cho đến phía sau tấm nhớ mong em, baby. Say mê ánh mắt yêu luôn cả bờ môi. Rất là cảm ơn Hàm Yêu, và anh nghĩ rằng tất cả những khán giả yêu mến em, trong đó có anh, sẽ đang sẵn sàng rất là chờ đợi để khi mà chúng ta sẽ tiếp tục ra mắt thêm một sản phẩm âm nhạc nữa. Và cũng rất là mong quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ Hàm Yêu trong những cái sản phẩm tiếp theo, để Hàm Yêu sẽ có thêm những cái động lực ra mắt tới khán giả những cái sản phẩm chất lượng mang âm nhạc của Việt Nam đến với trường quốc tế. Rồi, em là một trong những vị khách mà lời chào cuối dài nhất từ trước đến nay đấy. Vâng, thưa quý vị, phần trò chuyện với Hàm Yêu cũng xin được khép lại tại đây, và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.